Sau hội nghị tiếp xúc giữa đại diện thanh tra chính phủ với người dân xã Đồng Tâm, trên trang Facebook cá nhân của một người thuộc nhóm tổ Đồng Thuận đã xuất hiện thông tin liên quan đến sự ăn chia không đều từ các nguồn thu từ việc khiếu kiện. Theo bản thu chi tài chính mới nhất của tổ Đồng Thuận, tính đến tháng 11 năm 2019, tổng kinh phí mà năm 2019 của tổ Đồng Thuận đã nhận được từ các nguồn tài trợ, trong đó chủ yếu từ các cá nhân, tổ chức có hoạt động chống phá Việt Nam ở nước ngoài là gần 700 triệu đồng. Tuy nhiên, theo tài khoản Facebook cá nhân, thì phần lớn số tiền trên là dành cho bố con ông Lê Đình Kình và Lê Đình Công với 240 triệu đồng, chiếm tới 34% tổng nguồn thu. Những người còn lại, 27 người trong tổ Đồng Thuận, chỉ nhận được hơn 60% số tiền, theo phân cấp rõ ràng. Và theo tài khoản ông Nguyễn Tuyển, thì mặc dù người này là người trực tiếp thực hiện những công việc mạo hiểm, thế nhưng mức được hưởng lại chưa bằng 10% số tiền mà bố con ông Lê Đình Kình nhận được nên tỏ ra rất bức xúc. Được biết, trước đó đã từng xuất hiện một số bức ảnh có nội dung thu chi nội bộ của băng đảng tổ Đồng Thuận do gì trên mạng đã từng dậy sóng dư luận với mức thu chi tương tự đã gây mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi đó, ông Lê Đình Kình và Lê Đình Công đã lưu loa lên rằng đó là thông tin bịa đặt. Sự thật là, khi một thành viên tích cực của nhóm tổ Đồng Thuận đã đưa ra bức ảnh này, thì ý đồ bóc mẽ sự dối trá của những đối tượng cầm đầu tổ Đồng Thuận là quá rõ ràng. Mặc dù bài viết chỉ tồn tại trên mạng được vài tiếng thì đã bị xóa, thế nhưng hình ảnh về bản thu chi của tổ Đồng Thuận đã được cư dân mạng truyền nhau và lan rộng. Sau kết luận thanh tra chính phủ, bộ mặt dối trá của tổ Đồng Thuận đã bị bóc mẽ. Trong khi phần lớn người dân tại Đồng Tâm đều đồng tình với kết luận của thanh tra chính phủ và mong mỏi chính quyền giải quyết dứt điểm vấn đề nhằm giữ ổn định trật tự để người dân yên tâm làm ăn, thì số cầm đầu tổ Đồng Thuận tại Đồng Tâm lại như phát điên, phát cuồng, tìm mọi cách duy trì điểm nóng. Thậm chí, để tạo cớ chống đối, trước đây Lê Đình Công từng rêu rao rằng thanh tra chính phủ không dám về Đồng Tâm, không dám tiếp xúc với người dân Đồng Tâm để đối thoại nhằm tránh né. Đến khi thanh tra chính phủ về làm việc, thì số đối tượng trong tổ Đồng Thuận lại tìm cách ngăn cản người dân đến hội nghị gặp đại diện thanh tra chính phủ. Trong khi đó, tại địa phương, số đối tượng tổ Đồng Thuận ở nhà kiếm cớ bắt giữ xe quân sự làm con tin với hy vọng tái diễn được kịch bản bắt cóc 39 cán bộ chiến sĩ công an như lần trước. Ngày tan rã của tổ Đồng Thuận đã đến, khi mà bản chất lừa đảo, phá hoại của bố con ông Lê Đình Kình đã bị bóc mẽ. Hình ảnh về một nhóm đối tượng bất chấp pháp luật, ngang nhiên chống phá điên cuồng, ngày càng tìm cớ để quậy phá, livestream để nhận tiền tài trợ đã được người dân nhận diện rõ ràng. Mong rằng chính quyền Hà Nội sẽ sớm giải quyết được khối ung nhọt mang tên tổ Đồng Thuận tại Đồng Tâm để miền quê Đồng Tâm được bình yên trở lại.